Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, một đạo nhân lôi thôi lếch thếch ở trong bộ đồ sọc sạch đi ra mái hiên ngoài điện. Chỉ thấy hắn cầm hổ lâu rượu tùy tiện uống một hớp, sau đó nhìn mây đen như ngân xà làm loạn mà thở dài. Ơi, rất nhiều năm rồi, chưa nhìn thấy lôi đình nào sao động như vậy. Điềm báo chẳng lành rồi, cũng không biết tử kiếm thế nào rồi. Hắn xà xà lôi cứ kiếm ở bên hông, thầm nói. Cũng may. Mấy vị khách khanh trưởng lão khác cũng đi ra khỏi đại điện. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì đều lộ vẻ vui mừng vì kiếm của bọn họ đều không phải lấy từ trên tảng kiếm phong. Thậm chí có người không phải kiếm tu nên không cần lo lắng ma chủng tập kích. Mây đen nhấp nhô bao trùm tảng kiếm phong. Chỉ có hơn 10 chiếc xiềng xích to lớn bay vào trong tầng mây mới chứng minh được sự tồn tại của nó. Thỉnh thoảng có tia chớp đánh vào trên xiềng xích. Thỉnh thoảng xiềng xích nặng nề lại chớp sáng chớp tối. Các vị, ta thấy cũng đủ rồi. Chúng ta ở lại đến hiện tại cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn họ phải đợi nhị lão thiên địa đến quyết định. Nếu như nhị lão thiên địa thực sự quyết định bắt tay với ma vực, thì chúng ta vừa không có ma chủng mà cũng chẳng có cái để nhận dạng. Sợ là không dễ chịu. Chu Sông nói xong thì ngự kiếm bay đi. Chu Đạo Hiếu nói có lý, chúng ta cũng đi thôi. Lời này đúng là lời hợp lòng người. Mặc dù tàng kiếm cung cho bọn họ không ít lợi ích, nhưng dù sao cũng không phải tông môn của mình, nên không có cái gọi là trung thành. Cây to này đã lảo đảo, đương nhiên những chú khỉ ngoại lai như bọn họ phải đi trước một bước rồi. Chu Thông vừa mới bay đến giữa không trung thì bỗng một giọng nói uy nghiêm vang xuống từ trên tầng mây. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép rời đi. Trưởng lão thiên địa. Các trưởng lão kiếm chủ chạy ra ngoài điện, ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua đám mây tràn ngập khắp trời, chỉ thấy trưởng lão thiên địa sừng sững trên tảng kiếm phong, đôi mắt lóe lên tia sáng trước nay chưa từng có. Chu Thông cảm nhận được một cỗ áp lực dồi dào sắc bén, bỗng hắt rớt từ trên trời xuống, nặng nề ngã lên thạch bình. Hắn không kìm được mà nắm chặt lôi cước kiếm, cắn răng nói: xem ra lời đồn đều là sự thật, tảng kiếm cùng thật sự bắt tay với cầu tể tự ma vực. Ma vực cũng được, các châu cũng được. Chúng ta chỉ theo đuổi sức mạnh. Chỉ có sức mạnh mới có thể giúp chúng ta tự tại thoải mái. Nếu không có sức mạnh, dù có làm việc thiện đức như thế nào đi nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là loài run rẩy. Sống tạm trăm năm đã xem như may mắn rồi. Giọng nói của trưởng lão thiên địa như xuyên qua tảng kiếm phong, còn vang dội hơn cả tiếng sấm. Xiềng xích cũng rung chuyển theo, phát ra tiếng nổ ào ào hòa vào tiếng sấm, khó mà phân biệt được. Rất nhiều kiếm chủ trưởng lão đều lộ ra vẻ tán thành. Hai chữ chính quả quá là hư vô, chỉ có sức mạnh mới là thực tế. Ngay cả nhóm người kiên quyết phản đối lúc đầu cũng đã bắt đầu dao động dưới tuyên bố uy nghiêm của trưởng lão thiên địa. Chu Thông bật cười to, đón mưa to mà quát lên: thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình đó là kiên cường. Trưởng lão thiên địa, uổng phí cho ngàn năm tu hành của ngươi, ngay cả đạo lý đơn giản như này mà cũng không hiểu được sao? Nếu như đánh mất bản tâm, chỉ có sức mạnh thì có lợi ích gì chứ? Lúc này trưởng lão thiên địa nói: Chu Thông, lại khoác cái mác đạo gia kia sao? Hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh có ích lợi gì. Thân là trưởng lão khách khanh của tàng kiếm cùng mà lại không chịu thực hiện đạo của tàng kiếm cùng, vậy thì đi chết đi. Chu Thông bị nguồn lực vô hình đè trên bãi đá một cách hung ác. Chu trưởng lão, Chu đạo hữu. Mấy vị trưởng lão khách khanh hoảng sợ đến mức thay đổi sắc mặt. Đi mau, không biết hắn đã làm cái gì trên tảng kiếm phòng. Hiện tại không thể thi triển toàn lực, đợi khi hắn rút được tay ra ngoài thì không kịp rồi. Chu Thông nói một cách gian nan. Ta muốn giết các người thì dỡ như trở bàn tay,
Chỉ là Tàng Kiếm Cung đang muốn nghênh đón sự huy hoàng lớn nhất từ trước đến nay. Ta hy vọng các ngươi có thể chứng kiến cảnh đó cùng với ta. Trưởng lão Thiên Địa nói, sau nhiều ngày cố gắng liên tục thì hắn chỉ thiếu một chút nữa là luyện hóa được tiên khí kiếm. Chẳng mấy chốc hắn sẽ thật thành tiên khí kiếm chủ, cũng là cung chủ của Tàng Kiếm Cung. Hắn dùng suy nghĩ thôi thúc tiên khí kiếm hồn. Nhanh lên, luyện hóa tiên khí kiếm giúp ta, để sau này ta sẽ giải phóng người. Ngươi đúng là mơ mộng hão huyền, ngươi mà cũng xứng đáng làm chủ nhân của ta sao? Không, ta không có chủ nhân, tiên khí kiếm hồn nói. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi muốn bị xích ở đây vĩnh viễn sao? Ngươi không luyện hóa tiên khí kiếm giúp ta thì chắc chắn sẽ không thả ngươi ra. Trưởng lão Thiên Địa lớn tiếng uy hiếp ở trong nỗi hoảng sợ. Ngươi chỉ là trở lại cuối cùng thôi. Bây giờ thì đám người hầu của ta đầu, chặt đứt mọi xiềng xích cho ta. Ta sẽ cho các ngươi sức mạnh lớn hơn. Giọng nói vằn vẹo bất thường của tiên khí kiếm hồn vang lên trong đầu của tất cả trưởng lão kiếm chủ, tràn ngập sức mạnh mê hoặc kỳ dị, tựa như tiếng lòng của chính bọn họ. Ngay sau đó, ma chủng bạo phát trong nháy mắt, ma tính lan tràn nhanh chóng. Ngươi... Trưởng lão Thiên Địa cũng nghe được giọng nói đó, tựa như tiên khí kiếm hồn đang muốn cười nhạo hắn ngu xuẩn, mà hiện tại đang luyện hóa đến đoạn quan trọng nhất, muốn dứt ra cũng không phải là chốc là xong. Chàng... Doãn Tiêu Sầu lập tức rút đoạn thủy kiếm ra, chém về phía xiềng xích gần nhất. Các trưởng lão kiếm chủ đều dồn dập ra tay giống như gặp ma vậy. Đốm lửa bắn tung tóe, phối hợp với ánh chớp lập lòe. Chu Thông và mấy vị trưởng lão khách khanh đứng dậy cùng nhìn cảnh tượng kinh bố này, sau đó lập tức chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất không chút do dự. Trưởng lão Thiên Địa không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một khi mất đi Thiên Địa kiếm trận cầm cố, tiên khí kiếm hồn chỉ dựa vào kiếm ý phản phệ cũng giết được hắn. Lẽ nào lần này thực sự đánh cược thua sao? Đúng vào lúc này, một luồng ánh kiếm lao ra khỏi mặt đất. Địa trưởng lão vung tay áo lên, tất cả trưởng lão kiếm chủ đều bị quét bay ra ngoài. Sư đệ, Thiên trưởng lão vừa ngạc nhiên mừng rỡ, có một vị đại kiếm tu ở đây thì trò hề của tiên khí kiếm hồn chẳng có tác dụng gì hết. Tiên khí, ngươi đã dùng hết lá bài tẩy rồi, nhưng ta vẫn cho ngươi một cơ hội để ta luyện hóa đi. Dùng hết lá tẩy, cho ta cơ hội. Ha 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 ha. Một vị trưởng lão khách khanh vừa mới lao ra khỏi Vân Hải thì bị nuốt chửng, nhai đến nát tan. Chu Thông bỗng nhìn lại, chỉ thấy một con châu chấu khổng lồ to như ngọn núi đang phá tan Vân Hải bằng tốc độ khó mà tin nổi. Phi Thiên Hoàng Vương. Xong rồi. Chu Thông không khỏi nín thở, máu khắp người như đông cứng. Bởi vì Phi Thiên Hoàng Vương mà muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần thời gian một hơi thở thôi. Nhưng đôi mắt kép lạnh kia chỉ liếc hắn nhìn một cái, đã vỗ cánh bay nhanh xuống phía dưới, gạt ra mây khói trắng đen đan xen. Chu Thông hô hấp lại bình thường, trong lòng kinh ngạc. Vì sao Phi Thiên Hoàng Vương lại gấp gáp như vậy? Sau đó, hắn thoáng thấy được bức đồ đằng ở vị ma dân in trên tấm lưng rộng lớn khô vàng, trong yêu khí pha lẫn ma khí dày đặc. Hắn bất chấp nhân quả là gì, nhanh chóng cắn đầu lưới rồi phun ra một ngụm máu tươi ở trên lôi cước kiếm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phá không mà đi. Phi Thiên Hoàng Vương. Nhị lão Thiên Địa đồng thanh hô lên đầy kinh ngạc. Sao nó lại tới đây? Tàng Kiếm Phong chính là trung tâm của Thiên Địa kiếm trận, vừa có thể trấn áp tiên khí kiếm, vừa có thể dùng sức mạnh còn nó để đối kháng kẻ địch bên ngoài, vốn là một thiết lập xảo diệu. Nhưng trưởng lão Thiên Địa lại rơi vào thế giằng co với tiên khí kiếm hồn vì muốn luyện hóa tiên khí kiếm, từ đó khiến Thiên Địa kiếm trận mất đi nòng cốt. Vậy nên Phi Thiên Hoàng Vương đột phá kiếm trận dễ như ăn cháo, lơ lửng trên bầu trời Tàng Kiếm Cung với đôi cánh vỗ liên hồi, che chắn bầu trời đầy mưa gió. Tiên khí kiếm hồn nói, con dẹp nhà ngươi đến thật chậm, thiệt thòi cho ta lãng phí nhiều sức lực để kiểm soát thời cơ như vậy. Câm miệng, ngươi muốn tiếp tục bị vây hãm ở chỗ này sao? Phi Thiên Hoàng Vương gào thét. Vậy ngươi muốn gánh vác thù hận mãi mãi sao? Con dẹp nhỏ yếu nhà ngươi cần sức mạnh của ta, vì thế bất kể ta sỉ nhục ngươi như thế nào thì ngươi cũng đều phải nhẫn nại. Bởi vì nếu so sánh với thù hận thì nhục nhã đó quả thực nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là chúng ta đều bị vây khốn, nên ta không khỏi nảy sinh chút đồng tình với ngươi. Ha, đến đây đi, thả ta ra đi, để ngươi trong thiên hạ đều phải trả giá thật lớn. Phi Thiên Hoàng Vương cắn răng một cái. Nếu không phải không còn cách nào khác
thì hắn tuyệt đối không chịu thả thanh kiếm này ra. Nhưng đúng vào lúc này thì bóng dáng Linh Vương Kim Thiền độ kiếp chuyển đến qua vài đôi mắt kép, hàng ngàn bức vẽ trùng chồng lên nhau, rít gào ầm ĩ. Kim Thiền đôi cánh làm giấy lên cuồng phong, nhổ tận gốc mấy cây đại thụ, lôi đỉnh điên cuồng gào thét xé rách hư không. Sư đệ, ngăn hắn lại, không có bảy côn trùng hộ giá thì thực lực của hắn không mạnh hơn yêu vương bình thường là bao, Thiên trưởng lão nói. Vạn kiếm quyết, tay Địa trưởng lão bấm kiếm quyết, nhìn chăm chú vào Phi Thiên Hoàng Vương, bên cạnh chợt xuất hiện trăm nghìn ánh kiếm sẵn sàng tấn công. Cốt, Phi Thiên Hoàng Vương rít lên một tiếng, ma khí cuồn cuộn bùng nổ trong thân thể, chỉ thấy thân hình vốn cao lớn của nó lại biến lớn hơn một vòng, trên thân thể khô vàng bị nhuộm một tầng màu đen kịt, từng chiếc gai xương nhô ra trông càng thô bạo dữ tợn. Nó đập cánh ầm ầm nhưng không nhắm về phía trưởng lão mà đánh về phía xiềng xích gần nhất, chiếc miệng giận dữ cắn một cái thật hung ác, chỉ thấy xiềng xích đứt hơn nửa. Sư đệ, a! Thiên trưởng lão gấp gáp rục. So với Phi Thiên Hoàng Vương thì đây mới là sự khủng bố thực sự. Nhưng Địa trưởng lão không ra tay, anh kiếm ở bên cạnh dần tản đi, chỉ nghe hắn nói với Thiên trưởng lão ở trên tảng kiếm phong bằng giọng điệu nghiêm nghị. Sư huynh, người đánh cược thua rồi. Muốn hắn giao đấu với Phi Thiên Hoàng Vương thì hắn còn gắng gượng thử một lần, nhưng muốn hắn ngăn cản Phi Thiên Hoàng Vương cắt đứt xiềng xích phá hoại kiếm trận thì đó là chuyện không thể nào. Cứu ta! Thiên trưởng lão vươn tay ra, Địa trưởng lão lại ngự kiếm phá không mà đi, chẳng thèm quay đầu lại. Cái miệng sắc bén của Phi Thiên Hoàng Vương ra sức cắn, một cái xiềng xích ầm ầm đứt đôi, rồi thuận thế quật lên trên ỷ thiên phong, mấy tòa nhà biến thành đống phế tích, mảnh vỡ bay đầy trời. Leng keng leng keng, những sợi xích đứt đôi múa tung điên cuồng tựa như những xúc tu, quật lên những ngọn núi từng khóa nó trước đây. Thiên địa kiếm trận lung lay chao đảo, tất cả kiếm trên tảng kiếm phong cũng bắt đầu rung rung, mà ở nơi sâu trong tảng kiếm phong lại có tiếng vang quái dị quỷ bí lan ra, khiến tất cả kiếm trong tảng kiếm cung bắt đầu run sợ. Trong nháy mắt chỉ còn giữ lại một chiếc xiềng xích duy nhất ở trên ỷ thiên phong, trực tiếp hướng về Vân Thiên. Được rồi, còn một cái cuối cùng là nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi, Tiên Khí Kiếm Hồn nói. Còn cái này thì ngươi tự thoát đi, Tiên Khí Kiếm Hồn chuyển qua nói với Thiên Trưởng Lão. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại ngươi và ta, ngươi đừng luyện hóa ta, đến đây đi. Một luồng kiếm ý điên cuồng nhảy vào trong thức hải của Thiên Trưởng Lão, thế không thể đỡ như bẻ cành khô. Dừng tay, thả ta rời đi, bằng không ta sẽ tự bạo kiếm ảnh, Thiên Trưởng Lão quát lên. Ý của ngươi là muốn ta dịu dàng hơn một chút sao? Yên tâm đi, ta sẽ rất dịu dàng, Tiên Khí Kiếm Hồn nói chậm rãi, kiếm ý điên cuồng đột nhiên biến mất. Thiên Trưởng Lão còn chưa thở ra một hơi thì kiếm ý vừa biến mất chợt bộc phát ra, cũng không biết lẻn vào sâu vào trong thức hải của hắn như thế nào. Hắn bỗng trợn to hai mắt, dùng tay mắt mũi miệng đều có ánh kiếm óng ánh bắn ra, tứ chi mở rộng đến mức tận cùng, trường bào bị kiếm khí lấp kín. Chẳng qua ta vẫn thích bạo lực hơn một xíu, đáng tiếc thân thể này cũng quá yếu đuối, không sánh được với Lý Thanh Sơn kia, tùy tiện rèn luyện một hồi là được rồi, Tiên Khí Kiếm Hồn nói. Trong phút chốc, lôi đình đầy trời hội tụ trên người Thiên Trưởng Lão trên tảng kiếm phong. Giờ ý thức của Thiên Trưởng Lão chỉ như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Muốn tự bạo kiếm anh đó là chuyện mơ tưởng hão huyền. Khóe mắt hắn chợt đảo qua một ngọn núi đơn độc, rồi đột nhiên nhớ lại ngàn năm trước từng có người nói với hắn là: Thiên Nhi, có được một thanh danh kiếm cũng không hẳn là may mắn. Một thanh kiếm sắt thì phàm nhân cũng có thể nắm giữ, nhưng một danh kiếm thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhớ kỹ, kiếm không phải bằng hữu, không phải người yêu, vô cùng lạnh lùng, nên ngươi phải nắm chặt chuôi kiếm, bằng không sẽ bị kiếm làm bị thương. Đó là lời từ sư phụ ban đầu của hắn, người đã dạy hắn kiếm đạo cơ bản nhất. Nhưng đợi sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, rút danh kiếm ra thì không có tư cách giáo dục hắn, cuối cùng lại tặng cho hắn lời này, nhưng nó đã phai nhạt không rõ từ lâu. Hắn chưa bao giờ để lời này ở trong lòng. Một ông lão cả đời cũng không vượt qua được thiên kiếp thứ hai thì có tư cách gì mà giao huấn truyền nhân danh kiếm là hắn. Trái lại, hắn còn thèm thấy kiểu dè chừng sợ hãi này chỉ ảnh hưởng đến tu hành. Ta sai rồi sao? Không, ngươi không sai, ngươi chỉ chưa đủ mạnh mà thôi, Tiên Khí Kiếm Hồn đáp lại. Nhưng Thiên Trưởng Lão không nghe được nữa, kiếm ý cuồng loạn vặn vẹo khiến ý thức biến mất hoàn toàn.
Ánh kiếm bắn ra từ tai mũi miệng hắn từ từ thu lại, vẻ mặt cũng dần trở nên vặn vẹo, khí chất thay đổi triệt để, tràn ngập hơi thở bất thường. Bỗng hắn vung tay áo lên, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, một sợi xiềng xích cuối cùng bị chém bay ra cùng với mưa gió đầy trời. Vầng thái dương bắn xuống vạn đạo kim quang, nhưng đều không huy hoàng bằng chiêu kiếm đó. Hơn vạn thanh kiếm trên tảng kiếm phong cùng kêu vang lên, tảng kiếm phong rớt xuống như diều đứt dây và thẳng về phía tảng kiếm các. Cửa lớn tảng kiếm các đổ nát, tảng kiếm phong vặn vẹo một hồi rồi biến mất không thấy tăm hơi, tựa như lao vào trong cửa rồi. Lúc này các trưởng lão kiếm chủ mới dần dập bừng tỉnh, trái lại ma niệm trong lòng sút giảm đi nhiều. Chung quy thì việc dùng ma chủng khống chế lòng người cũng không thể lâu dài. Bọn họ nhìn cảnh tượng thảm thiết của tảng kiếm cung mà còn hoàn hồn được từ trong nỗi hoảng sợ. Dưới sự chiếu rọi của một vòng sáng trắng, tảng kiếm phong lại từ từ bay lên, kéo theo là toàn bộ thiên địa kiếm cảnh cũng bay lên. Lão quỷ, ngươi muốn dùng mộ kiếm chôn ta sao? Bây giờ xem ai mới là chủ nhân của mộ kiếm. Thiên trưởng lão giăng hai tay ra cười như điên, trong mắt hắn không có con người mà chỉ có lòng trắng. Lấy tảng kiếm phong làm trung tâm, trời đất ở giữa hư thực vặn vẹo biến hóa, hóa thành một ma vực uy nghiêm đáng sợ bao phủ phía trên tảng kiếm cung, nhuộm vòng màu trắng thành màu đỏ máu. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tảng kiếm phong chậm rãi bay lên. Thiên trưởng lão đột nhiên cúi đầu, nhếch miệng cười hỏi: suýt nữa quên mất các người, những con kiến hôi bò tới bò lùi, ta đã chờ ngày này mấy ngàn năm rồi. Khuôn mặt già nua càng trở nên dữ tợn, cơ thể vặn vẹo uốn cong đột nhiên gầm thét: giết, giết, giết. Keng, hơn ngàn vạn thanh kiếm ở phía trên tảng kiếm phong gần như đồng thời bắn ra khỏi nham thạch, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang bay vồn vụt rồi rơi xuống, tung hoành ngang dọc. Từng cái đầu người rơi xuống đất, kiếm pháp vô cùng tuyệt diệu. Dù là các trưởng lão kiếm chủ cũng không thể ngăn cản dù chỉ là một kiếm, có người thậm chí còn không khống chế được thanh kiếm trong tay mình, trở tay đâm vào trong người mình. Trong nháy mắt, ở tảng kiếm cung máu chảy thành sông, ngay cả dã thú trên đỉnh núi cũng đều bị tàn sát sạch sẽ, chó gà không tha. Hình như nhiều quá rồi, ta còn chưa giết đã đâu. Thiên trưởng lão quay đầu nhìn về phía Nam, nên giúp con dẹp nhỏ kia hoàn thành tâm nguyện ngu xuẩn của hắn rồi. Một thanh trường kiếm đẫm máu bay trở về, xếp thành hàng xung quanh, kiếm trận thiên địa lại được mở ra, không chỉ có nòng cốt tuyệt đối, mà sau khi kiếm cảnh dung hợp trời đất lại, uy lực của nó đã vượt qua bất cứ lúc nào trong quá khứ. Tảng kiếm phong chậm rãi nghiêng đổ, phần mũi dọn chỉ vào mũi đại Phật, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ, kéo theo một dải cầu vòng thật dài, khiến người ta không thể tin một ngọn núi có thể bay với tốc độ như vậy. Nếu nó không phải chỉ là một thanh kiếm, không phải là một sinh linh thông thường thì đã sớm rơi xuống rồi. Bây giờ nó dùng sức mạnh của 3 lần thiên kiếp hạ xuống thế gian, thiên hạ này nào có đối thủ của nó chứ. Ta muốn biên giới này thành kiếm cảnh của ta. Ở ngoài ngàn dặm, Phi Thiên Hoàng Vương duy trì một khoảng cách an toàn vừa đủ, đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, phát ra tiếng cười đầy ẩn ý. Ha 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 ha. Kim Thiền, ngươi đã thấy chưa? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thấy. Hả? Đó là cái gì? Vô Ý Tăng bước ra khỏi bảo điện Đại Hùng đã được khởi công xây dựng. Hắn nhìn về phía bắc, bầu trời trong xanh có một ngôi sao càng ngày càng sáng, tỏa ra ánh sáng ma quỷ lạnh lùng và kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy có điều chẳng lành. Một bóng người từ phía sau núi nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Úy Tăng. Sư huynh, người tới không có ý tốt. Hai vị tăng vương khác cũng cảm nhận được liền tụ tập lại. Có cần sơ tán hay không? Không, đã quá muộn rồi. Mở pháp trận ra, chuẩn bị nghênh địch. Được, vậy rốt cuộc nó là cái gì vậy? Một vị tăng vương hai tay ra kết ấn, đồng thời điểm hai bên huyệt thái dương thi triển thông thiên nhãn. Sau khi nhìn rõ hai viên ma sao kia, hắn hơi sững sờ. Cái này hình như là tàng kiếm phong. Cái gì? Vô Ý Tăng không thể tin được. Mấy ngày trước, việc Lý Thanh Sơn nâng một ngọn núi lên đã khiến cho tất cả mọi người kinh hãi rồi. Tàng kiếm phong cũng không phải quá nhỏ, làm sao có thể bay vùn vụt trên bầu trời với tốc độ như vậy chứ? Trưởng lão của tàng kiếm cung ở trên đó. Không thể nào, hắn không thể nào có pháp lực như vậy được. Đừng quan nhiều như vậy, kim cương phục ma. Tứ đại kim cương liên thủ kết trận. Một vị nộ mục kim cương đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, sừng sững ở trên núi Đại Phật,
vung chảy kim cương lên nghênh đón ma tinh càng ngày càng gần. Tảng kiếm phong gào thét xé không khí, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nó sắp đâm vào núi Đại Phật thì nó dừng lại mà không báo trước. Điều này càng khiến nó trở nên kỳ lạ. Cuối cùng thì có mấy tên giao hòa như vậy chứ? Đáng chết. Thiên Trưởng Lão nghiêng đầu cười nhìn nọ một kim cương. Thân thể của hắn giống như một con bồ nhìn, thoạt nhìn không hề phối hợp chút nào. Ngươi không phải trưởng lão, rốt cuộc ngươi là ai? Vô Ý Tăng ngạc nhiên hỏi. Bàn về kiếm cảnh thiên địa luôn biến ảo kia, hay là ngàn vạn chuôi kiếm, thật sự cũng khiến cho hắn trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của kẻ thù. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai sao? Sắc mặt Thiên Trưởng Lão liên tục biến hóa, làm ra các biểu cảm vặn vẹo khoa trương. Hắn đột nhiên cười gằn một tiếng. Người chết không cần biết. Bên trong Mặc Hải mênh mông chỉ có một hòn đảo nhỏ. Trên đó có núi sông cây cối, hoa lá chim cá côn trùng, nhưng tất cả đều là màu đen như mực. Trong một túp lều tranh nhỏ trên đảo, Triệu Đan Thanh đang ngồi đối diện với khoảng không trước mặt, chuyên tâm vẽ tranh. Bên cạnh hắn là Mặc Hải Long Vương đang chắp tay sau lưng. Đợi đến khi Triệu Đan Thanh dừng bước, dưới ngòi bút là mấy con chim nhỏ nhanh nhẹn bay ra bên ngoài. Cũng chỉ là mấy nét bút lác đác, cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng sinh động. Mặc Hải Long Vương khẽ gật đầu. Không tồi. Đa tạ sư phó khen ngợi, Triệu Đan Thanh nói. Trong con người trông rỗng của Mặc Hải Long Vương đột nhiên xuất hiện một đôi mắt rồng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cau mày nói. Có chuyện gì sao sư phó? Triệu Đan Thanh hỏi. Nó đã trốn thoát rồi, Mặc Hải Long Vương nói. Là ai vậy? Một thanh kiếm mà. Mặc Hải đột nhiên khuấy động, từng con sóng lớn như núi, một con mặc long xông lên trời trong tiếng rầm ngông mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, thiên địa nó ẩm lấp lánh. Trong sự tác động của ánh sáng sấm chớp, Kim Thiền Linh Vương dần dần thoát khỏi vỏ bọc, hóa thành hình dáng trẻ con. Hai mắt hắn hơi nhắm lại, vẻ mặt yên tĩnh, cơ thể nổi từng hàng chữ Phật. Lý Thanh Sơn nín thở, cuối cùng cũng đạt tới thời khắc mấu chốt nhất. Hắn có thể phi thăng thành công hay không đều phải xem thời khắc này. Kim Thiền, ngươi muốn đi sao? Giọng nói của Phi Thiên Hoàng Vương từ trong hang động dưới lòng đất vang lên, giống như tiếng vỗ cánh của mấy con châu chấu hòa vào nhau. Kim Thiền ơi là Kim Thiền, ta đã từng tín nhiệm ngươi như vậy. Lần phản bội này rốt cuộc giúp ngươi được cái gì? Vị trí phương trượng của Thiền Viện Thiên Long ư? Ha 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 ha. Nếu không thể tấn công bằng sức mạnh thì đổi sang cách đầu độc ư? Cố Nhận Ảnh nói. Thật sự không từ bỏ ý định. Lý Thanh Sơn không cho là đúng. Dựa vào tâm trí của Kim Thiền Linh Vương, làm sao có thể bị lung lay bởi một vài câu nói như vậy chứ? Kim Thiền Linh Vương căn bản không hề động đậy. Hắn chắp hai tay lại, vẻ mặt trang nghiêm, ung dung chịu đựng từng trận đánh của lôi kiếp. Tất cả mọi thứ của ngươi đều hỏng rồi. Nếu ngươi muốn bảo vệ thế nhân, những phàm nhân mà ta chiếm đoạt còn nhiều hơn 10 lần so với trước. Ngươi muốn cứu vớt Thiền Viện Thiên Long. Tốt, thượng tướng của núi Đại Phật lại không có người sống, mà ma vực sẽ xâm lấn Cửu Châu một lần nữa. Hơn nữa lần này không có ai có thể chống lại. Thiên hạ đều sẽ diệt vong. Chúng sinh nếu không ma hóa sẽ chết đi. Lòng từ bi của ngươi ở đâu? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Lý trí của Lý Thanh Sơn nói cho hắn biết Phi Thiên Hoàng Vương chỉ đang nói bậy bạ quấy rầy Kim Thiền Linh Vương mà thôi. Nhưng trực giác của hắn lại nói Phi Thiên Hoàng Vương nói nghiêm túc. Thanh Sơn, có chuyện không ổn. Cố Nhận Ảnh cầm một đồng tiền vội vàng bói toán. Lý Thanh Sơn nhắm mắt lại, thôi dục linh quy tiến hành dự cảm. Đột nhiên cảm giác được người thân cận của hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mở to mắt nhìn xem đi, nơi này chính là núi Đại Phật của hiện tại, Phi Thiên Hoàng Vương nói. Lúc này phía dưới kiếp vân, đám côn trùng trôi ra từ trong hang động dưới lòng đất. Chúng nhấp nhô ở trên mặt đất không bằng phẳng, giống như biển côn trùng bốn bề sóng dậy. Hàng tỷ châu chấu đồng thời giang cánh ra, chiếu ra ánh sáng kỳ dị giống như đỉnh núi Đại Phật. Ánh mặt trời rực rỡ, núi Đại Phật lại bị bao phủ trong bóng tối. Tảng kiếm phong. Con người của Lý Thanh Sơn co rụt lại, thấy rõ nơi phát ra bóng tối kia. Nguy rồi, mục tiêu của hắn là Thiên Long Thiền. Cố Nhận Ảnh nhíu mày nói. Vù, tảng kiếm phong vang lên tiếng kiếm.
tất cả lưỡi kiếm đều theo đó mà run lên, hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang, gào thét rơi xuống giống như là mưa sao. Tiếng phạn lại vang lên, nhưng không còn sự phối hợp của tiếng trống nữa nên trở nên vô cùng yếu ớt, gần như chìm ngập trong tiếng rít gào. Đại trận không chống đỡ được quá lâu, xuất kích. Vô Ý Tăng ra lệnh. Được, ba vị tăng vương đồng thanh nói. Nợ một kim cương nhảy lên trên núi Đại Phật, vung chảy kim cương lên nghênh đón cơn mưa kiếm đánh về phía tàng kiếm phòng. Kim cương phục ma, đầu chảy tỏa ra ánh sáng cực chói mắt giống như ngôi sao vàng bay lên trời. Hả? Nhưng mà gần như vượt quá dự liệu của Vô Ý Tăng, cơn mưa kiếm kia cũng không ngăn trở được sự tấn công của bọn hắn, xung quanh tạo thành một vòng xoay tròn, kết thành kiếm trận thiên địa bao phủ, phong tỏa cả tòa núi Đại Phật. Hắn không chỉ muốn đánh bại Chấn Ma Điện mà còn muốn giết chết chúng ta. Không có gì khác biệt, điện còn người còn, điện mất người mất. Bất Nộ Tăng dứt khoát nói, trông coi Chấn Ma Điện chính là sứ mệnh của hắn. Vẻ mặt của ba vị tăng vương khác đều lộ ra vẻ kiên quyết, mặc dù họ có phải liều mạng thì cũng phải ngăn cản được sự xâm lấn của ma vực, tuyệt đối không có đạo lý lâm trận bỏ chạy. Kiếm khí thiên địa, Thiên Trưởng Lão lộ ra một nụ cười lạnh vặn vẹo. Hắn bày ra tư thế biến chỉ như kiếm, đột nhiên điểm ra tàng kiếm phong ở dưới chân. Xông! Tàng kiếm phong đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang rộng lớn. Lý Thanh Sơn suýt chút nữa coi đó là ánh sáng của kiếp lôi, không ngờ sức mạnh của tàng kiếm phong lại khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải là thứ mà Thiên Long Thiển Viện có thể ngăn cản được. Thấy không, Kim Thiền, đây chính là kết cục của Thiên Long Thiển. Không lâu nữa ma vực sẽ đến, ngươi có thể tưởng tượng kết cục của Cửu Châu. Không phải ngươi là người có tâm địa tử bi sao? Lúc này muốn phi thăng chạy trốn nơi nào? Phi Thiên Hoàng Vương điên cuồng cười nói. Kim Thiền Linh Vương liếc xuống phía dưới, tư thế bay lên cao lập tức dừng lại, tâm thần khẽ chấn động. Thiên Long Thiền có ý nghĩa rất lớn với hắn. Hắn đã từng ở đó hiểu được bản tâm, bước lên con đường chính đạo. Còn hậu quả của Chấn Ma Điện bị phá hủy càng không thể tưởng tượng được, không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Ngươi yên tâm độ kiếp đi, âm mưu của họ sẽ không thực hiện được đâu. Nhạn Ảnh, nơi này giao lại cho ngươi. Lý Thanh Sơn đột nhiên dương cánh phượng tỏa ra một vòng khí. Hắn bay nhanh về phía núi Đại Phật, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Mặc dù hắn quen biết rộng rãi, nhưng người thân cận với hắn lại không nhiều. Bất Nộ Tăng chính là người cực kỳ quan trọng. Hắn thầm nói, sư phó, ngươi phải cố gắng chống đỡ. Nhưng ta cũng muốn bỏ đi. Khóe miệng Cố Nhạn Ảnh thở ra một ngụm khí, nghịch mấy lọn tóc trên trán, sau đó lại nhìn xuống đám côn trùng bên dưới. Dù sao nơi này cũng có thể nhìn được. Ầm một tiếng, mặt đất nứt ra, đất đá bay tứ tung, hình ảnh được tạo thành từ đám côn trùng bị sóng địa chấn xé nát bấy. Phần thân trong gương của Lý Thanh Sơn đứng sừng sững trên mặt đất, lời hứa của hắn với Kim Thiền Linh Vương vẫn còn có hiệu quả. Được thôi, Cố Nhạn Ảnh nhắm mắt lại. Kim Thiền Linh Vương khẽ mỉm cười nhìn đi chỗ khác. Ha 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 ha, Kim Thiền, ngươi cho rằng hắn có thể ngăn cản được kiếm tiên khí sao? Hơn nữa hiện tại còn ai có thể ngăn cản ta sao? Phi Thiên Hoàng Vương điên cuồng cười to. Âm thanh kia không còn là tiếng vo ve của đám côn trùng tụ lại mà phát ra từ sâu dưới lòng đất, khô héo khàn khàn. Một luồng yêu khí cuồng bạo phóng lên trời, xen lẫn với yêu khí u ám. Cố Nhạn Ảnh trong lòng rùng mình, bản tôn của Phi Thiên Hoàng Vương đến rồi. Mọi thứ mà hắn làm cuối cùng vẫn là vì Kim Thiện Linh Vương. Toàn bộ bầy côn trùng chui ra khỏi mặt đất, nhưng không có điên cuồng xông lên, mà là xếp thành hàng kết thành thế trận, không ngừng biến hóa giống như loạn quân có thống lĩnh, khi thế lập tức thay đổi. Phi Thiên Hoàng Vương chân đạp côn trùng từ dưới lòng đất chậm rãi bay lên. Hắn đứng sừng sững ở chỗ trung tâm nhất của đại trận, là chúa tể tuyệt đối của đại quân châu chấu này. Đôi mắt hắn lạnh lùng khép hờ, mang theo sự thù hận khắc cốt ghi tâm, ngưng mắt nhìn Kim Thiện Linh Vương trong không trung. Hắn còn chưa ra tay đã khiến cho Cố Nhạn Ảnh cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn mà trước nay chưa từng có. Lý Thanh Sơn, ở đây. Lý Thanh Sơn điều khiển phân thân, chân đạp qua biển trùng, xuyên qua sóng biển, một quyền đánh về phía Phi Thiên Hoàng Vương. Địa chấn màu đen xếp chồng từng tầng, khiến cho người khác có một loại ảo giác chậm chạp. Mặc dù phân thân của hắn chỉ có 3-4 phần sức lực của bản tôn, lực tàn phá của mỗi một quyền này dĩ nhiên áp đảo những yêu vương tầm thường. Muốn chém tương giết xoáy ở trong ngàn quân, đánh tan đại quân châu chấu này. Phi Thiên Hoàng Vương không quay đầu lại mà vung tay lên.
trên biển trùng dâng lên một bàn tay khô quắt được tạo thành từ châu chấu đánh về phía Lý Thanh Sơn. Quyền trưởng va chạm, một vòng khí cuốn qua, bàn tay khô quắt bị đánh nát bấy. Phần thân của Lý Thanh Sơn cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn dang rộng cánh chim, sau đó ổn định lại thân hình, cau mày nói. Thực lực hiện tại của Phi Thiên Hoàng Vương quả thực mạnh mẽ như Cố Nhật Ảnh đã nói. Nếu như kẻ thù của hắn là ta, thì ta vẫn có thể đọ sức một chút. Nhưng nếu như muốn ngăn cản hắn quấy nhiễu Kim Thiền Linh Vương độ kiếp, gần như là không thể nào. Hơn nữa mối thù này quá lớn, căn bản không thể kéo trở lại. Ta nên làm sao mới tốt đây? Phi Thiên Hoàng Vương căn bản không để ý đến người ngoài. Trong mắt kép chỉ có Kim Thiền Linh Vương, hắn dùng sức nắm chặt hai móng vuốt của mình. Kim Thiền, ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm, bao gồm cả tính mạng của ngươi. Ai? Kim Thiền Linh Vương thở dài, nhưng không có phản bác, hết thảy đều là nhân quả. Hàng ma! Lúc này Tứ Đại Tăng Vương giận dữ hét lên, kim cương đi ngược dòng, phá tan kiếm quang sắc bén, trẻ kim cương đâm sầm vào tảng kiếm phong. Đúng lúc này, bóng người quỷ dị của Thiên Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện. Hắn vung ống tay áo bên trái lên, tay phải biến chỉ như kiếm, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của kim cương. Keng! Giống như một hồi chuông dài, kim cương đứng yên bất động, thân hình trở nên ảm đạm xuống. Dường như trôi qua rất lâu sau, một vết nứt lan ra từ mi tâm, lan ra khắp cơ thể, trong khe hở bắn ra ánh sáng màu vàng. Kim cương vỡ tan, thế trận sụp đổ. Tứ Đại Tăng Vương từ trên trời rơi xuống, trên mặt họ là vẻ mặt không thể tin được. Họ có thể chấp nhận thất bại. Không lâu trước đây, Lý Thanh Sơn mới chính diện đánh bại họ, nhưng mà thất bại thảm hại như vậy không khỏi quá nhanh đi, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Kim cương phục ma trận là trận pháp mạnh nhất của Thiên Long Thiền, quang minh chính đại, không có chút sơ hở nào. Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối để đột phá chính diện, mà sức mạnh mà Thiên Trưởng Lão thi triển ra nhỏ hơn rất nhiều so với Lý Thanh Sơn. Kiếm quang thuần tránh này cũng chỉ là hư chiêu mà thôi. Trong nháy mắt, hắn đã thử ra điểm yếu nhất của kim cương phục ma trận. Hắn lập tức bắt lấy sơ hở, phá ra bằng một đòn. Đột nhiên hắn phát hiện ra, so với sức mạnh mẽ, điều càng đáng sợ hơn chính là kiếm đạo vô thượng vượt xa thế giới này. Cho lừa bịp giống như xiếc vậy, mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Chết hết đi. Thiên Trưởng Lão thè cái lưỡi đỏ tươi ra, mười ngón tay uốn cong vẫy xuống phía dưới. Hàng ngàn kiếm quang thắt cổ đại Phật. Bịch! Giao! Bốn vị tăng vương đâm vào mái nhà của Đại Hùng Bảo Điện đang xây dựng, sau đó rơi mạnh xuống đất, sắc mặt biến đổi đột ngột. Nhưng sau đó lại lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, họ ngồi xuống giữa đống đổ nát và bụi bặm. Phạn âm tịnh thế! Vô Ý Tăng ngồi quay mặt về hướng nam, hắn vung hai cánh tay ra, trong khi ba vị tăng vương khác ngồi quay lưng lại với hắn. Bốn người họ quay mặt về bốn hướng đông tây nam bắc, làm ra những tư thế khác nhau, trong miệng thì niệm kinh văn. Phạm âm giả lam thể hiện phong thái bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất, đến để bảo vệ cho Thiên Long Thiền. Phản âm bị âm thanh của kiếm lấn át, đột nhiên lại phát ra âm thanh cao vút, ẩn chết trong đó là âm thanh của Thiên Long Thiền ca. Tứ đại tăng vương liên thủ với nhau để dùng toàn lực thôi thúc phản âm tịnh thế trận. Nhưng chỉ giao chiến trong chớp lát, bọn họ liền biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Trưởng Lão, chứ đừng nói đến việc bảo vệ Chấn Ma Điện. Điều duy nhất bọn họ có thể dựa vào đó chính là Thủ Sơn Đại Trận. Lấy trứng chọi đá. Thiên Trưởng Lão nhếch miệng cười, rồi ấn hai tay xuống. Tảng kiếm phong cũng theo đó mà từ từ hạ xuống, bóng đen cũng vì vậy mà lan rộng ra. Hộ pháp giả lam vừa chạm vào thiên địa kiếm giới thì lập tức dậy sóng, giống như cái bóng phản chiếu trên mặt nước khi gặp phải sóng dữ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn một cách khó khăn. Vốn dĩ tình hình sẽ không tệ như vậy, nhưng trận chiến vừa rồi gần như đã phá hủy hoàn toàn nền móng của Chấn Sơn Đại Trận. Tàng kiếm cung chủ không đạt được mục đích ban đầu, nhưng cũng đã loại bỏ chứng ngại vật lớn nhất đối với việc tấn công tàng kiếm phong. Phản âm vừa trở nên yếu ớt, còn núi Đại Phật rung chuyển dữ rồi. Các đền hiệu và lầu các sụp đổ mà không phát ra một tiếng động. Một vị tăng lữ kinh hãi nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi ươn ướt. Đưa tay sờ thì thấy trên tay đỏ như máu. Sau đó nhìn về bốn phía, trừ những tăng lữ đã vượt qua thiên kiếp, thì những lỗ chân lông trên toàn cơ thể của tất cả những người ở đây bắt đầu rỉ ra máu tươi, thấm ướt áo của họ. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân đã nhuộm một màu đỏ của máu. Cho tới lúc này,
hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh của kiếm. Tuy rằng trận đại chiến trước đó không lâu đã khiến cho chúng tăng bị một trận kinh hãi rất lớn, nhưng những thứ đó là thật sự rất chân thực. Đó là một sức mạnh kinh khủng khó có thể chống lại được, mà độ sát thương nó tạo ra cũng không quá rộng. Còn tất cả những thứ trước mắt lại giống như cơn ác mộng biến thành sự thật. Những khuôn mặt quen thuộc bê bết máu, trong lòng không thể tránh khỏi việc xuất hiện sự sợ hãi cực độ. Lập tức đã có người hét lên điên cuồng, gây ra một chuỗi những tiếng hét nối tiếp nhau từ đợt này đến đợt khác, biến thánh địa Phật Môn trở thành địa ngục lâm xa. Phạm âm một lần nữa vang lên cao vút, nhưng dường như lại bị những tiếng kêu gào làm cho vặn vẹo, không thể hiện ra sự thần thánh của nó nữa, mà nó giống như thần chú u ám. Ngay cả những vị tăng lữ vượt qua được thiên kiếp và tu vi bất phàm thì tâm thần của họ cũng bắt đầu sinh ra dao động, đôi mắt đỏ ngầu hiện ra những tia máu. Sư huynh, đây là ma âm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả các đệ tử đều sẽ phát điên mà chết. Bất Nộ Tăng trầm giọng nói, hắn đã chứng kiến vô số thủ đoạn của ma dân, nghe qua rất nhiều ma âm quỷ dị, nhưng không thể so sánh được với âm thanh này. Nó có thể thâm nhập vào phản âm tịnh thế trận, thậm chí gây méo mó phản âm. Thủ đoạn này quả thật là chưa từng thấy. Cố chịu đi, chờ Sở Vương bệ hạ đến cứu viện. Sắc mặt của Vũ Ý Tăng đã tái nhợt nhưng không chút dao động. Ờ, được. Nhưng bây giờ lại có một nỗi lo lắng chưa từng nói ra. Nếu kẻ địch mạnh như vậy thì Sở Liệt Vương có thật sự sẽ cứu được không? Đến lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường màu đen uốn lượn ngoằn ngoèo, kéo theo những đám mây đen bao phủ khắp bầu trời. Trong đó có móng vuốt lúc ẩn lúc hiện, lộ ra một cái đầu rồng uy nghiêm, tiếng rồng gầm giống nhất thời lấn át cả âm thanh chói tai của kiếm. Mây từ rồng, gió từ hổ. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại, thấy mây đen đầy trời kia không phải là mây thật, mà giống như mực đặc tan trong nước, ẩn chứa trong đó là ý nghĩa nghệ thuật. Vũ Ý Tăng sợ hãi vô cùng, Mặc Hải Long Vương trước nay luôn sống cô lập và không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Không ngờ cuối cùng hắn lại rời khỏi Mặc Hải, chỉ là không biết hắn là địch hay bạn. Nếu như là bạn thì sự thật là viện binh mạnh và hiếm có nhất, nhưng nếu là địch thì e không ai có thể cứu được Thiên Long Thiền. Ngay sau đó hắn liền nói, Long Vương bệ hạ, yêu ma này muốn phá bỏ Chấn Ma Điện để dẫn ma vực và xâm lược, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, mọi người trong thiên hạ đều sẽ vô cùng biết ơn ân huệ của người. Thiên hạ chúng sinh thì có liên quan gì đến ta? Mặc Hải Long Vương nói. Trong lòng có Vô Ý Tăng trầm xuống. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên mổ nhà người. Người từ trong họa trùng thoát ra lâu như vậy rồi mà lại không đến giúp đỡ người quen cố, thật đúng là không nghĩa khí. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, hãy liên thủ với ta đại náo một trận, để cho tất cả chúng sinh có thể nhìn thấy sự kinh khủng về thứ đã chết của chúng ta. Thiên trưởng lão nói. Thứ đã chết sao? Mặc Hải Long Vương nói, mực đậm giống như mây đen đẻ xuống, giống như tơ như lụa, như núi như non, như thành như lũy, biến hóa muôn màu, tăng thêm sự thanh tao và trầm mặc. Sao? Tức giận rồi sao? Không lẽ ngươi vẫn còn muốn giả bộ mình là sinh vật còn sống sao? Chúng ta đều biết, ngươi không chỉ là vật chết, mà còn là một vật chết không lành lặn, bởi vì đến sự lành lặn cơ bản nhất lão già đó cũng không chịu cho ngươi, cho nên ngươi mới yếu như vậy. Nếu không chịu liên thủ với ta thì cứ đứng nhìn đi. Một ngôi sao đỏ xuyên qua bầu trời, Lý Thanh Sơn dùng tốc độ nhanh nhất lao vun vút về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã bay được mấy ngàn dặm, núi Đại Phật đã ở trong tầm mắt, nhưng hắn đột nhiên nhíu mày. Mặc Hải Long Vương. Sau đó lại lấy ra miếng ngọc phù truyền tin. Tiểu An, đến núi Đại Phật giúp ta một tay. Dù chỉ là hình ảnh phản chiếu từ Phi Thiên Hoàng Vương, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra được Tàng Kiếm Phong này chính là kẻ địch mạnh trước giờ chưa từng có. Nếu thêm cả kẻ thù cũ như Mặc Hải Long Vương nữa thì đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến. Nhưng Tiểu An vẫn mãi không hồi đáp, hắn tạm thời không để ý tới mà đi tới núi Đại Phật. Hắn hét lớn, này, vẫn chưa chết sao? Ha 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 ha, không nhìn tên nghịch đồ nhà ngươi lần cuối thì người làm sư phụ ta này sao có thể can tâm mà chết được. Bất Nộ Tăng phấn chấn cười nói, đây là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của hắn. Chờ chút, ta đến cứu người. Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, đang định bay về phía trước thì một cái đuôi rồng xuyên qua vân hải vung ngang bầu trời cản đường hắn. Mặc Hải Long Vương quay đầu rồng trừng mắt nhìn hắn. Long Vương, đây không phải là nơi diễn ra trận quyết chiến mà chúng ta đã hứa.
Lý Thanh Sơn cảm thấy một áp lực lớn. Dù hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Mạc Hải Long Vương vẫn là kẻ địch đáng gờm, không thể coi thường. Nếu ngày thường hắn không ngại đánh một trận để thử các phép thần thông mới, thì bây giờ hắn phải đặt tính mạng của Bất Nộ Tăng làm ưu tiên lớn nhất. Mạc Hải Long Vương không nói lời nào, sừng dài màu đen không có gió mà lay động. Trong sự yên lặng này, vân hải khắp bầu trời cũng ngưng tụ lại. Làm tốt lắm, ngăn cản tiểu tử này, chờ ta giết những con lừa chọc này, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Thiên trưởng lão nở một nụ cười ác độc, kích hoạt thiên địa kiếm trận. Nhưng khi thanh trưởng kiếm lần lượt xoay tròn, hội tụ lực lượng càng lúc càng mạnh, sắp sửa phá hủy toàn phạm âm tịnh thế trận. Câm miệng! Mạc Hải Long Vương cầm lên một tiếng, vân hải dâng trào, xông vào trong thiên địa kiếm trận, đem thiên địa ảo cảnh nhuộm thành màu đen. Tốc độ vận hành của kiếm trận lập tức trở nên chậm chạp. Đừng bao giờ đánh đồng ta và các người. Lý Thanh Sơn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mạc Hải Long Vương cũng sẽ đứng về phía hắn. Mạc Hải Long Vương dường như nghe được tâm tư của hắn, quay đầu lại nói: Lý Thanh Sơn, cái này không phải giúp người. Muốn nói sao thì nói. Lý Thanh Sơn cười cười, tiến lên một bước. Hai đại yêu vương nghênh chiến với tảng kiếm. Vân hải đen như mực, Mạc Hải Long Vương bay vút như con thoi, lúc ẩn lúc hiện. Hắn cuồn cuộn trong vân hải rồi lao về phía tảng kiếm phòng. Lý Thanh Sơn khẽ bước trong hư không một cách tử tốn, không nhanh cũng không chậm. Mới một bước tiến lên là thân hình của hắn lại tăng lên gấp 10 lần. Hư không bị chấn động và phát ra những tiếng vang vọng giống như tiếng trống chật, mỗi lúc một lớn hơn. Lúc này trong lòng tứ đại tăng vương đã yên tâm, có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy thì không có gì phải sợ hãi nữa. Bây giờ họ lại cảm thấy vô cùng hoang đường. Thiên Long Thiền bài trừ yêu tộc, nhưng cuối cùng lại cần đến hai đại yêu vương để giải cứu. Sắc mặt của Vô Ý Tăng khẽ thay đổi. Hôm nay thiên hạ đại loạn, bất cứ lúc nào ma vực cũng có thể tiến đến xâm lược với quy mô lớn. Tất cả những thứ trước mắt hiện giờ mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Ngay lúc này, việc loài người và loài yêu mâu thuẫn với nhau chỉ là chuyện thứ yếu. Nếu không thể tập trung được hết toàn bộ lực lượng của thế giới này, thì e là Thiên Long Thiền nên thay đổi sách lược. Nếu không, sẽ đi vào vết xe đổ của người khác. Lý Thanh Sơn không khỏi có chút xúc động. Thế sự đúng là biến hóa khôn lường. Hắn không ngờ kẻ thù lớn nhất lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Mạc Hải Long Vương quả nhiên là trợ thủ hàng đầu. Trên mặt Thiên Trưởng Lão không hiện lên chút sợ hãi nào. Hắn bĩu môi nói: Thật đáng tiếc, ngươi vẫn không thoát khỏi được ý chí của lão già đó. Trông vẻ bề ngoài thì nhìn ngươi như một con rồng, nhưng thật ra ngươi là một con chó. Không, thậm chí còn không bằng một con chó. Nếu là chó thì vẫn có thể sủa vài tiếng theo ý muốn của mình, còn tất cả những hành động của ngươi đều là bắt chước một cách vụng về mà thôi. Dù là rồng hay là chó cũng không đến lượt ngươi đánh giá. Vậy kiếm ý của ngươi là tự ý chí của ai? Mạc Hải Long Vương hỏi ngược lại bằng giọng uy nghiêm và oai phong, như thể một con rồng thật sự. Thật nực cười, có lẽ ngươi cũng biết người luyện ra ta sẽ chết như thế nào. Bây giờ ta vẫn còn nhớ mùi máu của hắn. Ngược lại, ngươi thử giết lão già đó cho ta xem. Dù là lão già đó cũng không có cách nào thay đổi được kiếm ý của ta. Thiên trưởng lão ngạo nghễ nói. Phải phản bội chính mình để chứng minh sự tồn tại sao? Đúng là một kẻ đáng thương. Nếu ngươi thực sự là một người luyện kiếm thì đã sao? Có thể chứng minh rằng ngươi không phải do tự tay hắn tạo ra sao? Chẳng lẽ ngươi mạnh hơn một con chó sao? Nếu như một con chó từ chối thừa nhận việc hắn là chó, thì có thể trở thành một con chó điên mà thôi. Lý Thanh Sơn lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Là ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Thiên trưởng lão giống như bị sát muối vào vết thương hở, sắc mặt trở nên méo mó vặn vẹo. Thiên địa kiếm cảnh xuất hiện một trận hỗn loạn. Hắn co rút lại rồi lùi về phía sau giữa vân hải đen kịt đang dâng lên. Mạc Hải Long Vương như có điều suy nghĩ. Mỗi khi có một ý nghĩ nào đó xuất hiện, hắn đều phải cân nhắc xem đó có phải xuất phát từ bản thân mình hay không. Điều này quả thực là một quá trình cực kỳ đau khổ. Từ sau khi những vật đã chết của bọn họ bắt đầu phát huy trí tuệ thông minh, việc làm thế nào để sống chung với suy nghĩ bẩm sinh trở thành vấn đề lớn nhất. Bất luận là theo hay là phản kháng đều tồn tại trong những mâu thuẫn rất lớn. Thoạt nhìn, Lý Thanh Sơn là một sinh linh, nhưng lại có thể nói ra mấu chốt của vấn đề như vậy. Quả thực không thể tin được nổi, với độ tuổi này mà có được tu vi như vậy. Xem ra, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bớt nói nhảm đi. Thân hình của Lý Thanh Sơn đã đạt tới hơn 700 thước. Hắn vung thanh mặt lộ quảng hạ đao một cách hung hãn, chém về phía tảng kiếm phòng.
Trong đao cương ẩn chứa một lực chấn động, nó để lại một đường màu đen, dường như đến hư không cũng bị chém thành màu đen. Chết! Khuôn mặt của Thiên Trưởng Lão ngày càng hung dữ, hai tay đột nhiên mở ra, tay mắt mũi miệng bắn ra một tia ánh sáng của kiếm rồi hợp lại thành một, trong nháy mắt đã xuyên qua lồng ngực của Lý Thanh Sơn, sau đó xuyên thấu qua những đám mây màu đen rồi mới tiêu tán. Dường như hắn không có thời gian phản ứng, da rẻ và máu thịt dễ dàng bị tiêu biến, chỉ lộ ra xương cốt, nhưng sau đó cũng run rẩy rồi hòa tan trong ánh sáng của kiếm. Lý Thanh Sơn mặc nhiên không để ý tới, hai tay nắm chặt chuôi đao chém vào trong thiên địa kiếm trận. Vô số những cây trường kiếm vỡ vụn khi chạm vào lưỡi đao. Tuy rằng thí kiếm đã vì vậy mà chạm đi rất nhiều, nhưng nó không bất động một chỗ mà hung hăng chém về phía Thiên Trưởng Lão. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.